Đừng đụng vào 10 động vật có nọc độc nhất thế giới này, bạn sẽ hối hận đấy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Mọt Tri Thức. Cuộc chiến sinh tồn của các loài vật trong thế giới tự nhiên đã khiến cho chúng phát triển nhiều loại vũ khí tự vệ cũng như săn mồi khác nhau. Trong đó, nọc độc có thể coi là một công cụ hữu hiệu và nguy hiểm nhất. Hãy cùng Mọt khám phá những loài động vật với nọc độc mạnh nhất thế giới trong video ngày hôm nay nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp thêm động lực, cũng như không bỏ sót các nội dung mới nhất, thú vị nhất mỗi ngày cùng Mọt. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nào. 1. Ếch phi tiêu. Ếch phi tiêu có nguồn gốc ở châu Mỹ. Nọc độc của loài ếch này tiết ra có thể giết chết 10 người, hay thậm chí có thể giết chết cả một con voi. Chúng có sự chuyển sắc từ màu vàng, đỏ dâu đến xanh sapphire, đen, hay có sự pha trộn giữa các màu khác nhau tùy vào môi trường sống. Nhờ những màu sắc khác lạ đó, chúng cảnh báo những kẻ săn mồi rằng sẽ nguy hiểm nếu đụng đến nó. Tên của nó bắt nguồn từ việc thổ dân da đỏ lấy độc của chúng tẩm vào đầu các mũi phi tiêu hay mũi tên phục vụ cho quá trình săn bắn động vật. 2. Rắn Taipan. Rắn độc Taipan là loài rắn sống chủ yếu ở Australia và được coi là loài rắn đáng sợ nhất thế giới bởi độc tố của nó còn khủng khiếp hơn cả rắn hổ mang banh đến 300 lần. Lượng nọc độc tiết ra trong một lần bị rắn Taipan cắn có thể cướp đi sinh mạng của 100 người hay một đội quân 250.000 con chuột thí nghiệm. Nọc độc của rắn Taipan làm đông máu, dẫn đến tê liệt hệ thống thần kinh của nạn nhân, khiến cho nạn nhân bị loài rắn này cắn phải sẽ tử vong chỉ trong vòng 45 phút. Rất may là rắn Taipan vốn rất nhút nhát và sợ con người. Nó chỉ dùng nọc độc để tấn công trong những trường hợp bắt buộc phải tự vệ mà thôi. 3. Nhện lang thang Brazil. Loài nhện độc Brazil này từng được sách kỷ lục Guinness công nhận là loài nhện có nọc độc nguy hiểm nhất trong số những loài nhện độc và là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những trường hợp tử vong của con người do bị nhện cắn. Thí nghiệm cho thấy chỉ cần 0,006mg chất độc của nhện lang thang có thể làm chết một con chuột. Đặc biệt, loài nhện này nguy hiểm ở chỗ, nó có thể sống ở bất kỳ nơi nào, trong mọi loại điều kiện khí hậu, thời tiết và sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh vật nào đe dọa đến lãnh thổ của chúng. Tất cả loài nhện độc Brazil đều có màu nâu, lông xám và đốm đen trên bụng. Những con nhện này có kích thước khá to, với chân dài khoảng 15cm và thân dài tầm 5cm. Những con nhện này là những thợ săn đêm chính hiệu. Vì vậy, chúng dành phần lớn thời gian để sống, ẩn náu trong những khe nứt hoặc dưới những khúc gỗ và ra ngoài vào ban đêm để săn mồi. 4. Cá đá. Mang vẻ ngoài thô kệch xấu xí, loài cá đá này có thể sẽ không bao giờ chiến thắng nếu tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong thế giới của nó. Thế nhưng, chắc chắn loài cá này phải giữ vị trí đứng đầu về khả năng tiết chất độc. Theo nhận định của giới chuyên môn thì cảm giác đau đớn do bị giống cá đá này cắn là nỗi đau khủng khiếp nhất mà con người có thể từng biết đến. Trên cơ thể cá đá có 13 vây nhọn, mỗi vây chứa 2 tuyến nọc độc sẵn sàng phun ra bất cứ lúc nào khi bị quấy rầy hay đe dọa. Nếu bị trúng chất độc của loài cá này, nó sẽ gây cho nạn nhân cảm giác choáng váng, đi cùng với triệu chứng khó thở rồi nhanh chóng dẫn đến tử vong. Không những thế, cá đá là bậc thầy ngụy trang dưới đáy biển. Chúng có thể hòa xác vào môi trường xung quanh, lẫn trong những rạn san hô mà không con mồi nào biết. Đôi khi, trông chúng không khác gì một viên đá mà bạn có thể dẫm phải. 5. Bọ cạp tử thần. Bọ cạp tử thần là loài bọ cạp sinh sống chủ yếu ở vùng Bắc Phi và Trung Đông. Không như những loài bọ cạp thông thường mà vết cắn của chúng chỉ gây đau đớn sưng tấy trên cơ thể. Nọc độc tích tụ ở hai càng trước của bọ cạp tử thần có thể gây chết người. Nạn nhân bị chúng tấn công sẽ phải chịu những cơn đau đớn khủng khiếp trong cơ thể, cùng hàng loạt các triệu chứng như sốt cao, bất tỉnh và có thể dẫn đến tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Rất may, hiện nay các nhà khoa học đã tìm ra được phương pháp điều trị cho những người bị bọ cạp tử thần cắn, nên nhiều nạn nhân đã may mắn thoát chết. 6. Bạch tuộc đốm xanh. Bạch tuộc đốm xanh là một loài bạch tuộc rất nhỏ, kích thước chỉ bằng một quả bóng chơi golf. Trên cơ thể của loài bạch tuộc này còn có những đốm màu xanh đen rất đẹp.
trông như hình chiếc nhẫn. Thế nhưng, trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài, chất độc thần kinh tetrodotoxin mang trong mình của nó thuộc loại vô phương cứu chữa. Mà nếu ai vô tình bị nó cắn thì sẽ tắt thở chỉ trong vòng 2 phút. Lượng chất độc chứa trên cơ thể của một con bạch tuộc đốm xanh có thể đủ để giết chết 26 người cùng một lúc. Chính vì vậy, bạch tuộc đốm xanh là mối đe dọa thực sự đối với con người, đặc biệt là những ngư dân mỗi ngày dùng tay không để cầm nắm hải sản. 7. Cá nóc. Thịt cá nóc là một đặc sản vô cùng quý hiếm tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Mặc dù vậy, ít ai có thể biết rằng da của loài cá này lại chứa độc tố chết người. Khi ăn phải da cá nóc, nạn nhân có thể bị tê cứng toàn bộ lưỡi và khoang miệng. Sau đó là cảm giác chóng mặt, nôn mửa, nhịp tim giảm nhanh, khó thở, chân tay tê cứng và nhanh chóng tử vong trong vòng 4 đến 24 giờ. Điều đáng sợ hơn là ở chỗ, loại độc tố của cá nóc hiện nay vẫn chưa có thuốc giải. Nên nếu chẳng may nhiễm độc thì có thể coi là vô phương cứu chữa. Do tính chất nguy hiểm của món đặc sản này nên tại Nhật Bản chỉ có những đầu bếp tay nghề cao được cấp phép mới được quyền chế biến cá nóc thành món đặc sản fugu cho thực khách mà thôi. 8. Ốc sen marble corn. Đừng để vẻ ngoài của những con ốc sên marble corn nhỏ bé và hiền lành đánh lừa bạn, bởi ít ai ngờ rằng chúng lại nằm trong số những loài vật có nọc độc khủng khiếp nhất hành tinh. Chỉ cần một giọt nước dại của marble corn có thể giết chết ít nhất 20 người. Nếu bạn tình cờ nhìn thấy loài ốc sên này bò trên bờ tường hay dưới bãi cỏ, thì đừng dại mà nhặt chúng lên nếu không muốn hứng chịu hậu quả bi thảm. Dại của marble corn có thể khiến người dính phải toàn thân rùng lẫy bẫy, tê liệt chân tay, mắt mờ đi và ngừng thở chỉ sau vài giờ đồng hồ. Mặc dù vậy, chức năng của thứ chất cực độc này chỉ là để tự vệ và để bắt mồi, chứ chúng không bao giờ chủ động tấn công con người đâu. 9. Rắn hổ mang chúa cobra. Rắn hổ mang chúa cobra hay thường được gọi ở Việt Nam là hổ mang bành. Loài rắn này được mệnh danh là sát nhân đồng loại vì nó có khả năng ăn thịt chính những loài rắn khác. Một nhát cắn của rắn cobra có thể khiến nạn nhân tử vong trong giây lát. Ngoài ra, nọc độc của rắn cobra còn đủ để giết chết một chú voi chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ nếu nó mổ trúng những bộ phận nhạy cảm như là vòi voi. Loài rắn này thường sống ở khu vực Nam và Đông Nam Á, đặc biệt là trong những vùng rừng núi cao. 10. Cá bóc Shelly. Đứng đầu trong danh sách những loài vật có nọc độc nguy hiểm nhất thế giới phải kể đến loài cá bóc Shelly. Theo ghi nhận của các nhà khoa học, sinh vật rất nhỏ bé với nọc độc chết người này đã cướp đi sinh mạng của 5.567 người kể từ năm 1954 đến nay. Chất độc của loài cá này tấn công vào hệ tim mạch, hệ thần kinh và cả các tế bào da một cách nhanh chóng, khiến cho những nạn nhân bị cá bóc Shelly cắn sẽ chết ngay lập tức vì trụy tim trước khi kịp cảm thấy đau đớn. Thiên nhiên thật đa dạng phải không nào? Rắn hổ mang bành mà nhiều người vẫn khiếp sợ, thực ra không phải là loài có nọc độc mạnh nhất thế giới, mà loài động vật có nọc độc mạnh nhất thế giới lại trao cho loài cá bóc Shelly. Bạn còn biết loài động vật nào có nọc độc nữa không? Hãy comment bên dưới cho nhà mọt cùng biết với nha. Đừng quên like, share và ấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi các video sau của nhà mọt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.